Nếu thành công tám thằng cùng hữu, không có tư tưởng bỏ rơi thằng nào, mà lỡ thất bại cũng chẳng làm sao, cùng nhau bước tiếp chuyện ngày bắn pháo. Nhau bước tiếp chuyện ngày bắn pháo. Ok, hello chào mừng lại xin anh nha, và chào các bạn video của mình, và chào các bạn trở lại với video reaction tab. Yeah. Thì như các bạn đã biết, hôm qua gọi là tại kênh channel của anh Mr. Vật đã đăng một là video anh em tốt phiên bản remix. Thì đây là một sản phẩm thứ hai sau bài sau sự thành công của anh em tốt. Thì tụi mình đã có đặt remix bài này bởi vì mình thấy có rất là nhiều bạn fan Hero Team rất thích bài này luôn. Và đến cả mình cũng rất thích nữa. Thực sự thì gọi là mới đăng cũng cỡ một tiếng trước thôi mà đã gần cả 100k view luôn. Thì cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã gọi là cày view cho các MV đấy. Thì mình mong các bạn cũng tiếp tục sẽ cày view cho gọi là các MV anh em tốt phiên bản remix đấy. Thì yep, so hôm nay mình sẽ có đặt gọi là reaction gọi là cài anh em tốt phiên bản remix đó. Ok, không nói nhiều nữa. À quên mất, thì ok các bạn, và trước khi bắt đầu video này thì các bạn đừng quên lại nút đăng ký. Và sau khi nhấn nút đăng ký thì các bạn đừng quên lắc cho bên cạnh bấm tất cả những video mới nhất của mình sẽ thông báo cho các bạn nha. Và đừng quên nhấn like mạnh để tôi có thể gọi là có động lực làm tiếp. Ok, let's go. Ok các bạn, và bây giờ tôi sẽ cùng bắt đầu reaction anh em tốt remix. Yolo. Ok, thì và cái MV này thì có đầu tư cả việc sub, tức là cả gọi là phụ đề tiếng Anh và tiếng Việt. Yep, sau nên các bạn cũng đừng quên cất ở dưới nha. Let's go. MV đầu nhầm, cái bài rap mà có cả giật đùng 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 các bạn ơi. Đấy. Và trong cái MV mới này thì nó có đầu tư thêm gọi là cái ảnh, gọi là ảnh mới, thì các bạn thấy không? Đó, bốn nhân vật. Thì bốn nhân vật các bạn thấy không? Đó, thì có mặc áo khác chút so với cái version đầu tiên. Đấy. Nói chung là cũng đầu tư lại áo quần các kiểu. Đấy, mới vào thấy máu chưa? Đấy, giật đùng đùng, à, chưa giật lắm nhưng mà. Anh em tao không có nhiều tiền và không thằng nào là người nổi tiếng, nhưng mà bước cùng nhau trên chặng đường dài. Tương lai dù sai vẫn không nói phiền, chỉ cần động một thằng bọn tao thì bảy mũi lao còn lại đồ chiến. Dù anh ti có nói chung là cái bản mix này thì không biết các bạn thấy như nào, chứ mình thấy thì nó gọi đầu tư gọi là về cách chỉnh giọng và gọi là cái âm nhạc nó phối rất là đều luôn các bạn ơi. Wow, nghe kiểu khác lạ hoàn toàn luôn á. Anh soi mối thì anh em tao vẫn chung một thuyền, vì đó là cách sống anh em bọn tao. Wow, thì vẫn đi cùng nhau. Wow, các bạn nhìn này, tao vẫn chung một thuyền, vì đó là cách sống anh em bọn tao. Dẫu wow, nhau, không bỏ ai ở lại phía sau, tiến lên phía trước cùng số 8 hùng hậu. Nay mày sai thì ngày mai làm lại, đừng nghĩ wow, tất cả em mọi nơi. Nếu mày xa cơ thì đưa tay để tao nắm, tám người chúng ta cùng nhau bước tiếp không lời. Ôi, nói chung là cái đoạn flow của anh Siro thì thực sự lúc đầu nó chỉ là một cái đoạn flow rap bình thường, nhưng mà sau cái bản remix này thì khiến cho giọng anh Siro kèm với cái nhạc thì nó rất là bùng cháy á các bạn ơi, nó kiểu bùng phát luôn. Wow, trời, hay quá, hay quá. Cái view nhá, cái view nhá. Ok. Đấy, ngồi quay reaction cũng phải cày view nữa. Tôi có một cái iPhone 11 nhưng mà để xa quá lắc nữa cày tiếp. Và bọn tao là anh em tốt, chơi không tin tử không bao giờ lia. Vì chữ tin, vì chữ nghĩa, ổ bánh mì chay bọn tao cũng chia. Người ta nói con sói mạnh nhất là chỉ khi nó đi theo một đàn. Con hero bọn tao mạnh nhất là khi tám người theo cùng một đảng. Anh em chơi là... Wow, trời ơi, nghe cái giọng đúng đã luôn các bạn ơi, kiểu như là... Nó kiểu như bạn biết thì mà cái bài remix thì lúc nào nó cũng sẽ hay hơn bản gốc, nhưng mà mình không ngờ lại hay đến mức đột phá như vậy các bạn ơi. Kiểu như là nó giật đùng 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 luôn. Trời, mình lấy mấy cái nhạc này mới đi quậy là nhất luôn á, mình thề các bạn luôn. Nếu mà có offline chắc chắn bài này sẽ được xuất hay không, sẽ kiểu mọi người sẽ yeah 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 hello team. Không giả dối, thương nhau nhiều, ổ bánh chia đá. Cái đoạn này là đoạn Phong. Cố gắng chẳng ngại xa sâu trên con đường, có lúc thất bại nhưng anh em tao không bao giờ ngại. Đồng hành cùng nhau chẳng sợ một ai. Wow. Anh đi càng cay là tao càng khoái. Chẳng bao giờ bọn tao biết một wow, sẽ mãi luôn có nhau mấy thằng. Hay quá, trời ơi. Luôn luôn đứng sau, anh em tao chơi. Simi à, cậu có thấy hay không? Hãy nói cho tao biết đi. Cảm ơn cậu rất là nhiều. Tao cũng thấy rất là hay. Bao giờ chơi với nhau vì tiền, không bao giờ bỏ rơi một ai hết, nên mày dám đụng bạn tao là phiền. Và đó là anh em tốt, sẽ nắm wow, tay phát triển cùng nhau. Tám người hùng hero team, sẽ mãi mãi là bạn về sau. Một người ngã, bảy người đỡ, là cách sống anh em chúng ta. Để rồi một ngày anh em thành công bọn mình. Mình rất thích cái MV này ạ, là một cái bài này nó có cái đầu tư hơn cái chứ, là kiểu như hình ảnh giật đùng, xong rồi có thêm bão tuyết các kiểu, và nó gọi là việc sub và có cả English sub nữa. Mình sẽ cho các bạn xem.
Đó, có cả gọi là phụ đề tiếng Anh nữa, nhưng mà mình chưa chưa chặn được. Để mình chặn coi. Đấy, có cả tiếng Anh nữa các bạn thấy không? Rất là gọi là đầu tư luôn. Ok, tiếp tục nào. Tự hào như hát quốc ca nha. Và đó là anh em top. Chơi vì tin chứ không vì tiền. Bọn ta không mong được nổi tiếng, chỉ mong chơi chung không công nhận gì. Nếu thành công tấm thằng cùng hữu, không có tư tưởng bỏ rơi thằng nào, mà lỡ thất bại cũng chẳng làm sao. Cùng nhau bước tiếp chuyện ngày bắn phá. You see, oh my god. Uầy, cái đoạn này, cái đoạn flow của Kai các bạn nhìn này, rồi mình cho các bạn xem nào. Các bạn nghe cái giọng này. Nghe Wow, tức là kiểu nếu các bạn nghe kỹ là cái giọng đệm của Kai nó bị trầm trầm xuống và nghe nó kiểu rất là nhấn nha. Wow. Lỡ thất bại cũng chẳng làm sao, cùng nhau bước tiếp chuyện ngày bắn phá. Wow, hay thật sự luôn á. Tại sao Hayden lại có cái bài nhạc hay đến như vậy? À, thực ra không phải là mình tự luyện cái gì đâu. Thực sự đây là sản phẩm đầu tay của Hero Team. Thì thực sự là mình thực sự rất là bất ngờ. Bởi vì là nó đối với mình, không biết các bạn, đối với các bạn như nào, chứ đối với mình nó là một sản phẩm rất là đầu tư. Và có rất là nhiều gọi là cùng mọi người. Và gọi là nó lại tốt hơn mình nghĩ. Tức là cũng rất là nhiều bạn ủng hộ cái gọi là về cái sản phẩm này nữa. Thì mình cảm ơn mọi người rất là nhiều. Tự hào quá, Hero Team. Wow, bắn pháo. Hồi vẫn hay nói hero có tất cả là tạo người. Dù khổ dù đau gian nan nhưng mà miệng vẫn dám cười. Một phần được sống mười phần phải chết. Các bạn rap của anh Dịch thì có thêm phần búng tay nhưng mà nghe có vẻ em. Thực sự là cái bài rap trước của Vật thì giọng Vật thì nó khá là trầm, nhưng mà trong cái bài gọi là remix này thì khiến giọng anh Vật khiến nó rất là mạnh mẽ các bạn ơi, tức là kiểu nó sôi động hơn lúc trước á. Khổ dù đau gian nan nhưng mà mình vẫn còn cài view nhá. Cài thêm lần nữa. Ui, 2 giờ trước gần 200k view luôn. Trời ơi các bạn, yêu các bạn quá. Ok, cài tiếp. Miệng vẫn dám cười, một phần được sống mười phần phải chết thì cũng có sao đâu. Samba sóng gió chẳng ngại, vì đời này mày sống được bao lâu. Tao gọi mày anh em tốt, mày đi liền cùng bâu. Chia đôi cái chiếc bánh mì, không có thịt cũng chẳng cần rau. Mày không biết sao chứ mình đeo tai nghe bài này kiểu feel lắm. Kiểu mình muốn quậy thật sự, mình kiểu kiểu thật sự á. Sẽ là bạn, bỏ anh bỏ mặt tao làm chứ hoàn nạn sao nữa bỏ được nhau. Ở đời mày thắng làm vua và mày thua người ta gọi là giặc. Nhưng nếu mày bước với tao, dấu thất bại cũng chỉ là khoảnh khắc. Trò đời này trắng mai đen, khi đứng thẳng đôi khi lại cả nhắc. Anh em sống chết có nhau như mặt trời luôn song hành mặt trăng. Và đúng rồi, thì trong tất cả các đoạn flow này thì các bạn thấy ai rap hay thì các bạn cũng đừng quên bình luận phía dưới mấy nhóc nha. Cũng theo mình thì ai cũng hát hay hết trơn, bởi vì là mỗi cái giọng rap của gọi là trong cái bài này đều có một cái gọi là ý nghĩa nè, tính cách và phong cách riêng á. Đấy, thì mình thực sự rất thích cả bốn giọng của bốn người đó này. Đó là anh em tốt, sống kiếp này không chờ kiếp sau. Tao vẫn thường nói cứ đi, rồi tới ngày mình sẽ gặp nhau. Và nếu hôm nay mày sai, thì ngày mai ta cùng nhau làm lại. Tương lai phía trước còn dài, fan hero thì để lại một like. Wow, ô có gì đâu. Ngày mai ta cùng nhau làm con, lại con. Tương lai phía trước còn con, dài, con, fan con. Hero thì để lại một like. Và đó là anh em tốt. Wow, giọng của Kai, giọng của Kai. Không được nổi tiếng, chỉ mong chơi chung không vì sĩ diện. Nếu thành công tấm thằng cùng hữu, không có tư tưởng bỏ rơi thằng nào, mà lỡ thất bại cũng chẳng chuẩn bị quậy đi, chuẩn bị quậy. Tiếp chuyện ngày bắn pháo. Wow, hay thật sự luôn á. Nhau bước tiếp chuyện ngày bắn pháo. Wow, hay. Tôi không có ý gì nhưng mà nó hay quá các bạn ơi, cho tôi nghe lại được, nghe hay quá các bạn, đợi một chút. Nghe hay quá. Mình muốn nghe lại, xin lỗi. Wow, cái đoạn này remix cực kỳ chuẩn nha, tức là nó kiểu nhịp điệu các kiểu nữa. Wow. Now we're deep.
đoạn nhạc đẹp sao các bạn ơi. Wow. Hay thật sự luôn á. Thề các bạn luôn. Hay. Ok các bạn, thì gọi là video reaction của mình như này thôi. Thì các bạn thấy như nào thì các bạn cũng đừng quên bình luận phía cho nhà biết nha. Và các bạn đừng quên cài video cho MV Anh Em Tốt, bởi vì đây cũng là sản phẩm của Hero Team và cùng với công sức của tất cả mọi người đã cài video và gọi là ủng hộ MV này. Thì mong các bạn đừng quên ủng hộ, nhấn like, cài video cho tụi mình lên tác tận hành. Mình thực sự rất cần các bạn. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Ok, cảm ơn giờ thì bye bye. À nhá, cài video đi. Yeah, cài video đi.